Tường Vũ, Sương Nguyễn Hồng xin kính chào tất cả anh chị và các bác đang theo dõi video trực tiếp của bên em trong ngày hôm nay. Kính chúc cho anh chị nhà mình có thật là nhiều lộc lá ngày mới, cũng như là có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục với công việc của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mang đến cho anh chị nhà mình một tác phẩm bên em mới hoàn thiện xong, được chế tác trên chất liệu là gỗ hương tam gia lai. Một tác phẩm tượng ngài Di Lặc đục ba em bé tiểu đồng rất là xinh xắn và đang ngồi cạnh với bao tiền vàng đầy ắp những cái đồng tiền vàng phú quý tài lộc. Sản phẩm này với tổng chiều cao là 52, chiều ngang là 62 và chiều sâu là 32, với mức giá giao lưu chỉ là 8.500.000 đồng. Bên em đã bao gồm cả phí vận chuyển và giao hàng toàn quốc cho anh chị nhà mình. Và ngay bây giờ thì em sẽ tiến sát máy quay lại gần để chị có thể thưởng lãm sản phẩm của các bạn. Đầu tiên khi đến tác phẩm, cái điểm nổi bật đầu tiên đó chính là cái khối gỗ hương tam gia lai cực kỳ là sáng màu và bắt mắt thì không ạ. Cùng với đó là diện mạo cũng là thần thái của ngài Di Lặc. Anh chị có thể ngắm nhìn kỹ lên cho em này, nụ cười rất là hoan hỉ luôn, chứa rất là nhiều sự may mắn tài lộc. Sau những ngày dài làm việc mệt mỏi căng thẳng stress thì anh chị nhà mình có thể là nhìn vào dung mạo của ngài, cảm thấy tinh thần của mình là bình an hơn, phấn chấn hơn rất là nhiều để có được một cái công việc hiệu quả và có một cái cuộc sống thật là an lành và an lạc và hồn nhiên phải không ạ? Cùng với đó là đôi bàn tay rất là khéo léo đục những em bé tiểu đồng vô cùng là xinh xắn. Sản phẩm này em đục tam phúc, phúc lộc thọ, tượng trưng cho hạnh phúc, tài lộc và sức khỏe trường thọ anh chị nhà mình ạ. Bối cảnh bên dưới chị có thể ngắm nhìn này, những cái đồng tiền vàng kèm với đó là những cái củ nhân sâm Triều Tiên mang đến sức khỏe cho gia chủ, với một cái bao tiền vàng đầy ắp những cái đồng tiền vàng này và được thắt chặt bởi cái dây thừng rồi anh chị nhà mình nhá. Tức là như là một cái đó để chữ hút tài lộc và đồng thời là không để thất thoát tiền tài của cải cho gia chủ phải không ạ? Sản phẩm này là hàng ôm đá tự nhiên 100%. Anh chị có thể nhìn thấy này, vân gỗ cực kỳ là đẹp luôn. Có một cái phiến đá tự nhiên ôm trọn vào khối gỗ này, chứng tỏ khối gỗ này đã hình thành trong tự nhiên rất là lâu năm, lên đến hiện đại hơn 100 triệu, hơn 100 năm phải không ạ? Và với sản phẩm ngày hôm nay em đang giao lưu chỉ là 8.500.000 đồng, đã bao gồm cả phí vận chuyển. Quý anh chị và các bác nhà mình thật sự là thiện chí, mong muốn sở hữu sản phẩm thì liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai đầu số hotline rất là quen thuộc 0971336318 hoặc 0789336318 để được hỗ trợ với sản phẩm anh chị và mình nhé.